Hello hello, xin chào cả nhà. Em quá này tiếp tục lên sóng ha. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con em nồi cơm Zuzi Gucci NBRR05, ngoại hình hơi xấu, nó bị chóc mấy cái keo này chút xíu ha. Em cũng không có chùi luôn, đỡ gì luôn ha, nguyên zin. Đặc biệt em này là da băng nha. Đây da băng ha, da băng điện 100V 700W ha. Mà thêm một cái đặc biệt, nó là nhỏ mà có vỏ, áp suất nó mới ghê. Ồ, thấy không? Quý khách thấy cái lòng áp suất không? Xối chán là sáng chói, cái son thì còn 70%, 80% ha, nó bị xấu chỗ này chút xíu. Nè, chỗ này thôi ha. Rồi, mày này bị nhầm chút. Này bị chóc miếng. Này thì đẹp, này thì ok. Rồi con này là 0.54 lít nha quý khách, chứ không phải là quý khách ghim điện thì nó có hình mũi tên nè. Đó, cái biểu tượng hình mũi tên ha, bấm trong này là anh tự nấu ha, không cần làm gì hết. Chính ảnh cũng tiêu tệ tới tệ anh tắt vậy đó. Đó, còn muốn tắt thì bấm nút này. Đó, quý khách nghe nó chi không? Đây, nhiệt độ hiện giờ là 23-31 độ ha. Đưa thử coi. Ghê không? Buông ra. Ok. Còn quý khách muốn tắt thì bấm nút này. Còn quý khách nào gành á, chỉnh chế độ nấu cơm á, gạo trắng, gạo mềm, gạo không cho, gạo sushi, áp suất vậy, món nước này. Ôi, một lượng luôn. Đây con quay sát sát của nhau quý khách xem. Ha, chỉnh xong ok. Rất là nhiều chức năng nha. Con này chỉ bị răng nứt chỗ này thêm miếng nữa nha quý khách. Rồi, ok. Quý khách, cô chú, anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt hay Messenger giùm em. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi. Một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý khách thấy người ta hay không? Tôi thiết kế giữ sợi dây luôn nè ha, cứng ngắc luôn ha. Tôi thiết kế hay thì chắc nè. Còn hơn. Rồi, xin chào quý khách nha.